ơi, ta bắt cạn cùng nhau. Mừng vì vừa trưa hôm qua ta kết thúc toàn bộ công trình. Em sướng rên cả lên, tôi về cả đêm không ngủ. Nâng chén nào anh em, ta chúc mừng việc đã xong. Bụng của em đang đau, em uống một nửa ly. Rượu này mà em chơi vô, mai chắc chết chả làm ăn gì. Thôi uống đi cậu ơi, cũng vì niềm vui chia sẻ. Có bữa nhậu hôm nay cũng chính là vì sắp có lương. Có lương đến đúng luôn. Đến ngay mà, sáng ngày chỉ thế thôi nhanh. Anh không ngờ cuộc đời anh có hôm nay. Nhà lầu xe hơi anh có, hai thứ đó tuyệt vời nà săn. Còn em chơi vơi ngày tháng lăn sơn công trường xa vời vợi. Nhiều lúc muốn về đây lắm, cứ về thôi. Ừ, sao được, anh còn công trình nữa chứ. Anh đùa đấy. Hôm nay về, rượu thì cứ uống cho phê. Để ngày mai anh tạm ứng cho chú hết số tiền tăng ca. Ôi trời, sướng quá. Vậy thì ngày mai em xin tạm ứng 500 mua sạc pin điện thoại. Sạc cũ sẽ vào dĩ vãng, em cảm ơn. Mai tạm ứng cho mày 5 triệu, chứ không phải 500 làm gì. Cửa hàng kinh doanh sơn đang có lộc trời ban. Vì vậy mà anh em ta hãy cố gắng và cùng chia sẻ. Anh yên tâm, anh có được ngày nay cũng vì ngày xưa thay đổi. Nếu vẫn còn đau gươm chắc sẽ ngồi tù cũng nên. Khiếp, anh nói nghe cứ như xã hội đen nhỉ. Thật mà, anh có thể kiểm chút chút quá khứ xem là từ đâu mà anh lại kinh doanh ngày xưa này không? Trước đây anh từng là đại ca khét tiếng của cả cái vùng này. Ba bọn thanh niên trai trai nghe anh tên này còn sốt còn rét hết rồi. Alo, ai đó? Ờ đúng rồi, thế nó đợi chị nhiều không? Có giấy tờ đầy đủ chứ? Nếu giấy tờ đầy đủ mang con đây, mai tôi qua nhà nó luôn. Cường ơi. Dạ, các anh chịu, chồng em có việc gì ạ? Có gì nói chuyện với em ạ, chồng em đang ốm nằm trong giường ạ. Mày định thế nào? Giấy chồng mày viết đấy. Em cầu xin tất cả bọn anh, chồng em đang ốm cả tháng nay vẫn không đi viện. Người ta cho vay nhưng vì nặng lãi, để vợ chồng em không sao trả. Hết trong giấy anh
cầm 900 đô, đó là tiền lời. Này con kia, nói có thật không? Thật dạ. Mày dám lươn tao? Dạ không. Thì tao đốt sạch hết. Ngàn lời em xin thề sẽ không bao giờ nói dối anh đâu. Ai được vào đây? Vừa chiều qua họ đập phá cả nhà, đau đớn tột cùng, xin anh nhủ lòng thương. Còn tiền gốc thì sao? Dạ thưa anh, tiền gốc vợ chồng em trả hết rồi ạ. Còn tiền lãi thôi, người ta phải bắt chồng em ghi giấy. Hôm qua người ta đến đòi, vợ chồng em không có tiền để trả, người ta đập phá hết cả nhà ra. Anh thương vợ chồng bọn em, cho bọn em thư thư vài hôm, em chữa khỏi bệnh cho chồng em, rồi em đi kiếm tiền trả cho anh ạ. Thôi được rồi, mày lo chữa bệnh cho chồng mày đi, để tao về suy nghĩ nhá. Vâng, em cảm ơn anh nhiều, em cảm ơn anh ạ. Bây giờ đây anh có giết vợ chồng em thì em xin chết, vì cũng không có ngày để trả. Cầu xin hai anh lùi lại mấy tháng để vợ chồng em khắp chốn, lúc đó có tiền chúng em xin hứa trả bọn ơi. Anh Thịnh ơi, vào đây. À, chào anh ạ. Vào đây. Dạ vâng. Anh có việc gì đây? Em qua anh nhờ anh chút việc ạ. Dạ vâng đấy. Dạ vâng. Ngồi đi. Mời anh ngồi. Anh uống nước ạ. Sao mặt ủ rũ thế kia? Mãnh hổ tàng long, mong có ngày buồn hay sao? Có gì đâu. À, mà lâu không thấy chú sang chơi, bọn đàn em nhắc chú mãi. Nói thật, từ ngày chú đi, anh mất mất cả cái phải. Bọn đàn em là vẫn còn lo đó. Thì dần dần chúng nó cũng cứng mà anh. Mà hôm nay em qua đây, muốn đặt lại cái xe, rồi vay anh ít tiền. Công việc như thế nào mà phải đặt xe? Em cần tiền gửi về quê cho mẹ gấp, vì chưa đến ngày lấy lương. Em đặt lại cái xe ở đây, rồi đi nhờ bạn đi làm cũng được. Mà chả thấu gì anh, từ ngày em bỏ công việc xã hội đi làm công nhân sơn đến giờ, em quan trọng nhất là được thoải mái anh ạ. Mà em có câu này muốn nói, anh đừng có giận em. Nói đi. Thấy hoàn cảnh những con nợ mà anh em đến nhà dọa nạt, rồi uy hiếp về tinh thần họ, em cảm thấy anh lay lắm anh ạ. Mà em nói vậy thôi, chứ cũng chẳng có ý gì. Mong anh đừng có giận em. Không sao, nói đúng đấy. Sáng nay anh đến nhà con đợi, hoàn cảnh nó khó khăn lắm. Nhưng chủ nợ ép quá, anh chẳng biết làm nào. Nhưng về suy nghĩ mãi. Thế à anh? Vậy theo em, anh nên bỏ người đi, làm với người khác anh ạ. Em thấy anh là người nghĩa khí, chí khí. Mà cái quan trọng của anh là anh quản lý đàn em rất tốt. Theo em, anh nên bỏ công việc này đi, làm công việc khác. Thì việc thành công cũng là chuyện sớm muộn thôi anh ạ. Theo chú, anh nên làm gì? Theo em,
nhà anh là địa thế trung tâm, mà lại sắp có khu đô thị mọc lên, cơ quan sĩ nghiệp mọc lên như nấm. Anh nên mở đại lý Sơn anh ạ. Mà chú đại lý Sơn, số em đang làm bên này, họ giàu bự, hái ra tiền. Mà nếu anh chịu rửa tay gác kiếm, mở đại lý Sơn, thì xã hội sẽ nhìn anh bằng con mắt trọng vọng và ngưỡng mộ, thật đấy. Tài lắm. Cứ làm nào để kết nối với công ty Sơn La Sơn bây giờ? Để em kết nối, em là nhân viên bên La Sơn, thì em muốn gặp ai mà chả được hả anh? Lạ chén. Em đùa đấy. Để em gọi họ, rồi hẹn ngày là xong. Mà nếu nhá, anh mở lại Lý Sơn, thì em sẽ về làm cho anh. Được đấy. Chú không hổ danh em anh. Để sang tuần mình lên công ty luôn nhá. Ok ngay luôn. Thế hôm nay cần bao nhiêu tiền? Anh cho chú vay luôn. Không phải đặt xe đâu. Để phương tiện mà đi lại. Tiện sang tuần anh em mình lên công ty. Gặp ngay thẳng tổng giám đốc. Cho nó mau nhá. Dạ vâng. Vậy hôm nay anh cho em vay 100 triệu. Làm gì nhiều thế? Em đùa đấy. Cho em vay 10 triệu. Mỗi sáng thức giấc bỗng thấy rất vui, cực vui. Tiếng nói thanh thoát có khách alo gọi Sơn. Rồi chú Thành đâu kêu tụi nó nhanh chân chờ hàng. Dạ em làm đây, anh bình tĩnh, chúng em xin tuân lệnh anh. Chú nhớ đến đó chú lấy 42 triệu luôn. Dạ vâng ạ. Nói với chúng nó nếu khách có bò thì xin. Anh không phải dặn. Rồi xong việc đi, anh thương nó cho thêm vài đồng. Dạ em gọi luôn cho thằng Chiến đánh xe sang ngày vào luôn. Chiến đâu, đánh xe vào chở hàng cho khách luôn đi. Thì ra anh Thành đây theo đại ca đi từ xưa. Từ lâu em đã nghi nhưng lại không dám hỏi anh. Cần chi nhưng giờ đây quên chuyện xưa vui thật vui. Anh em chung vui bên nhau ta hãy nâng ly lên thôi. Nâng ly lên thôi. Nếu có quá khứ tôi qua quyết tâm mà buông. Chớ có nhắm mắt sớm tôi ấp ôm tiền đen. Thì ngay và luôn tay cầm máy alo gọi liền. Chỉ trong vài hôm đen thành trắng, chúng em kinh doanh ngành sơn. Na san na san na san, 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 na san na san na san.